Let me tell you a story. Once upon a time, làm thế nào để viết hay, nói hay, và làm thế nào để có một câu chuyện được ghi nhớ suốt đời? Hồi đi làm, mình hay quan sát phòng marketing với cả human resources. Có thể vì các chị vay ngắn, mông cong, nhưng lý do chính là cách họ nói chuyện và thuyết phục người khác. Kiểu như thế này: chị ơi, bao giờ tiền dự án về thế ạ? Sắp rồi em. Nhưng em... sao vậy? Thiếu tiền đi chơi với bạn hả? Hồi chị mới đi làm ấy, cũng thiếu trước thiếu sau suốt ấy. Đến nỗi mà đi chơi toàn để bạn trả này. Bọn nó nhìn chị thấy tội nghiệp quá nên quyết định bao luôn. Hồi đó xỉu xỉu đến nỗi mà người yêu chị quyết định cưa để bao chị luôn cho tiện ấy. Vừa có việc lại vừa có người yêu. À mà đấy, em làm đây lâu rồi mà quên không hỏi, em có người yêu chưa? Thế đấy, câu chuyện bắt đầu từ việc tiền nong. Thật ra là đòi tiền thưởng, một việc khá là tế nhị. Một cách vô tình và duyên dáng đã chuyển sang một chủ đề tinh tế và đầy chất thơ, đó là tình yêu. Thay vì bảo công ty đang dồn dự án nên các em cứ chịu khó mà chờ, thì họ kể một câu chuyện mà trong đó chúng ta thấy được sự gần gũi và vinh quang trong cái khó đó. Họ chia sẻ và không áp đặt. Quan trọng hơn là câu chuyện của họ có sức nặng đủ để tạo cảm giác biến cái tôi và bạn thành chúng ta. Chị phòng nhân sự sau đó ngồi kể rằng đi làm nhiều năm cũng gắn bó với công ty, thấy mọi người sốt ruột chị cũng lo với mong lắm. Nhìn chị cũng lo lắng và nghĩ cho mọi người như vậy thì nào ai dám đòi. Rồi đến một mức độ trải nghiệm nào đó thì mỗi câu chuyện là một tài sản cá nhân, một thứ tài sản đặc biệt. Vậy một câu chuyện hấp dẫn thì cần những gì? Vậy bạn cứ thử nghĩ mà xem, thứ gì là thứ có sức sống nhất trên trái đất này? Thứ có thể hồi sinh từ một mảnh vụn nhỏ và phát triển với tốc độ thần kỳ, có thể thay đổi và điều khiển vật thể theo những cách phi thường nhất, cũng có thể tước đoạt và phá hủy vật thể theo những cách toàn diện nhất. Đó là ý tưởng. Chính xác là như vậy. Chúng ta luôn bị thôi thúc bởi những ý tưởng về một cái gì đó mới lạ. Khi gặp một ý niệm mới, não bộ của chúng ta phải phân tích kỹ càng, và vì thế ý niệm đó được ghi nhớ trong đầu. Những ý tưởng và suy tư đầu tiên sẽ hình thành ý thức của chúng ta về một sự vật, sự việc nào đó. Và giờ sẽ phân tích trường hợp của mình này. Lúc đó mình mới ra trường, chưa biết nhiều về cuộc sống một người trẻ đi làm. Và cái cách chị nhân sự kể về cuộc sống của chị ý làm mình tò mò và ngạc nhiên. Cuộc sống của một người trẻ đi làm là một ý tưởng mới khiến mình bị thu hút. Giả sử nếu như mình đã đi làm được 5 năm thì rõ ràng cái ý niệm đó sẽ không còn hấp dẫn với mình nữa. Mình sẽ nói thẳng toẹt ra: đậu xanh, tiền dự án của em đâu? Em còn mẹ già, em nhỏ ở nhà nữa cái kia. Có phải đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ luôn huỵch toẹt và thẳng thắn với nhau? Thứ hai là sự đồng cảm. Cho mình hỏi một câu như thế này: ở đây có ai đọc một bài báo 5.000 chữ mà nhớ được ý của cả 5.000 chữ đấy không? Hay các bạn chỉ nhớ được một vài ý chính, chi tiết có liên quan đến bản thân? Hay chính xác hơn là các bạn tìm thấy bản thân mình trong 5.000 chữ đó? Kể chuyện hay thuyết phục cũng vậy. Bạn phải làm cho người nghe thấy được bản thân họ ở trong câu chuyện mà bạn kể. Chúng ta sẽ không đọc một bài báo 5.000 chữ đoạt giải Pulitzer nếu nó không liên quan, nhưng sẽ lại sẵn lòng nghe một lời thủ thỉ: hồi chị mới đi làm cũng thiếu trước thiếu sau suốt này, đến nỗi đi chơi toàn để bạn trả này. Yếu tố thứ ba là một chút kịch tính. Hồi đó xỉu xỉu đến nỗi người yêu chị quyết định cưa để bao chị luôn cho tiện. Vừa có việc lại vừa có người yêu. Đủ kịch tính để cho mình ngạc nhiên rồi trợn mắt mà lắng nghe. Kịch tính là cách để xóa đi những nghi ngờ và chống cự trong suy nghĩ của người nghe, một cách để reset đầu óc của họ và làm họ hồn nhiên hơn. Hãy xem xét một ví dụ từ It's Happened to Vietnam sau đây. Hồi đó tụi mình mới gặp nhau được chắc một lần, chỉ nói chuyện nhiều trên Facebook, chứ chưa đi chơi với nhau bao giờ. Có một bữa đang ngồi làm việc trên văn phòng thì thấy ảnh nhắn tin hỏi: em, ăn súp cua nhà thờ Đức Bà không? Anh đem qua cho.
thấy cũng lạ lạ. Tại cũng không thân đến mức độ đó, nhưng anh gọi xuống nhận thì cũng vui vui. Ý mình là làm sao có thể nói không với súp cua được chứ, đúng không? Anh đưa ly súp xong nói, của em có chứng bách thảo là 20.000 này. Mình đưa tiền, anh lấy thật. Rồi lên xe tỉnh bơ đi mất. Một mình đứng giữa Nguyễn Huệ, cầm ly súp mà bối rối, chả hiểu sao. 12 tháng sau, ảnh cầu hôn ở Chiang Mai. Và thử đoán gì đi, sao nhẫn đeo không vừa. Một số người cho rằng kịch tính là cần thiết cho một câu chuyện hay. Điều này phụ thuộc vào thông điệp cũng như là cách dẫn dắt một câu chuyện. Ví dụ, chúng ta có thể kể một câu chuyện đời thường theo một góc nhìn cách tiếp cận độc đáo, hoặc kể một câu chuyện đáng ngạc nhiên theo lối dẫn đơn giản, nhẹ nhàng. Chúng ta có thể sử dụng văn phong hài hước. Hài hước là cách hay nhất để kể về những thứ sâu sắc. Hãy tưởng tượng một câu chuyện như một bức tranh gồm một đường nét chính và nhiều khối màu khác nhau. Hãy gia giảm màu sắc cũng chính là phương pháp kể để truyền đạt đúng cái tinh thần của câu chuyện, chính là đường nét chính của bức tranh. Chúng ta có thể sử dụng văn phong ngắn gọn để truyền đạt hay kể về những sự việc mang tính chất tiếp nối và hồi tưởng. Cách kể hay văn phong sử dụng đều cần những khả năng nhất định. Hài hước hay ngắn gọn, rõ ràng đều là những biểu hiện của trí thông minh xã hội. Chúng ta không sinh ra đã tự nhiên như vậy, chúng ta cần học cách để hài hước. Tuy nhiên là đây là những yếu tố mang tính cá nhân, vì thế nên việc đánh giá cũng là cảm nhận của cá nhân. Có thể bạn sẽ ký được hợp đồng bán hàng ngay từ buổi đầu tiên, có thể bạn sẽ cưa được crush ngay từ buổi đầu tiên, nhưng cũng rất có thể là ngay từ buổi đầu tiên bạn đã bị đóng nhãn là phù duyên lên trán, một bước lên rời hay là một đời dưới vực. Thành công luôn đi kèm với rủi ro, và vì thế thành công nó mới có giá trị. Dũng cảm lên thôi. Những điều trên, để tạo ra ấn tượng, chúng ta cần ý tưởng, sự đồng cảm và phong cách. Còn thiện cảm thì sao? Nó dẫn đến điều cuối cùng và quan trọng nhất. Hãy kể một câu chuyện thật. Nếu không biết nói gì thì hãy nói thật. Rằng là bạn không biết nói gì nên sẽ vui lòng lắng nghe. Rằng là bạn đã chuẩn bị nhiều lời hay ho, nhiều chủ đề hấp dẫn nhưng lại quên bén mất. Rằng nếu buổi tối hôm đó nói chuyện thất bại thì bạn có thể có cơ hội lần hai không? Rằng nếu bạn vô ý không chuẩn bị cho buổi họp thì bạn có thể gửi lại thông tin còn thiếu vào buổi tối không? Rằng giờ đầu bạn chỉ có những câu chuyện về tuổi thơ, về cây thông ngốc nghếch lớn lên bên cạnh một dòng sông. Rằng bạn từng ước ao bạn là một cây thông đứng bên cạnh dòng sông. Rằng bạn đã khóc khi hiểu ra rằng cây thông chả thế nào lớn lên bên cạnh một dòng sông. Rằng tất cả những điều đó mới ngu ngốc làm sao so với những câu chuyện thật tuyệt vời mà bạn vừa được kể, về những người vĩ đại ngoài kia, về những người đang rời non lấp biển và có thể trồng được 1 triệu cây thông nếu họ muốn. Một câu chuyện hay sẽ được ghi nhớ, một câu chuyện thật sẽ tiếp tục sống. Đôi khi chúng ta không biết nói gì, làm gì và mọi thứ cứ ngốc nghếch diễn ra như vậy. Có bao giờ bạn nghĩ rằng chính những cái không biết đó mới là cái thật của bạn? Và vì thế, bạn vẫn đang sống và sống rất hiên ngang. Và câu chuyện của bạn vẫn đang viết, đang được kể, được tò mò lắng nghe và luôn sống. Nếu các bạn thích nội dung lần này thì đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình và nhấn chút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nhất nào nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.